đi ra đây xếp vào trong xếp vào cho nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con ra đây để bố hát nào. Con đưa cây để đưa cây bố hát. Nó vào được chưa? Còn không? Có mấy cái khúc bé, chỉ có một cái khúc dưới dài, khúc không ngang nữa thôi. Đi cho bố đi ơi. Hết cây rồi. Kia. Đi không?
này nhé. Đây đúng rồi. Đây khóa mình phải đóng tiếp thế này nhỉ, ok không? Đó. Đi luôn đang được về để làm nha. Từ nha, bị đau nha. Giờ tôi cho mình làm xong cái này nhé con này. Sao ngủ rồi nhỉ, chắc là ngủ nhà mới rồi nhỉ. Không sợ mưa bão rồi nhỉ. Ủa, cái này đẹp quá. Ừ, cái này không phải. Ôi, lăn xuống ao à nhỉ. Lăn xuống ao là con cá nó cũng đó. Đấy, mình còn chẳng mà. Mày cái này cái này đi. Bò cái đấy vào. Đúng rồi. Hãy
cởi hết đấy. Bố nhắc lên đây hát con ạ, anh tính hát đấy. Bố cho một cái được rồi. Bố nhắc lên đây. Bố đặt ở chỗ này nhá. Ờ, ok. Chà. À. Mày không? Nó à? Không, nó tao làm tiếng bố đấm á, à, đập vật thế này, đập tay. Được chưa? Thế này ạ? Được, nó làm được không? Để tiếng bố. Ok. Quán làm ăn cho nghỉ ngơi à? Ờ. Ok mà. Nhất lá là nhạt lắm à? Ok mà. Ấy nha, nó nằm là nó kẹp chân ngã đấy nha. Kẹp đi à? Không, đi rồi. Kẹp đi rồi nha. Kẹp đi tìm đính chết đấy nha. Chân. Đi con thấy cái đinh nào? Thấy rồi. Thôi mình đi mua đinh đã nhỉ? Thấy đinh rồi.